Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, thị trường việc làm cũng có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trước sự thay đổi về nhu cầu, xu hướng của nhà tuyển dụng hậu Covid-19, nguồn nhân lực, nhất là lực lượng lao động trẻ, cần có sự chủ động để thích ứng và nắm bắt được những cơ hội việc làm tốt nhất. Công nghệ thông tin có lẽ là ngành ít có sự biến động về nhân sự nhất trước sự tác động của đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, trong bối cảnh mà nền kinh tế đang phục hồi, doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi và tái cơ cấu sẽ có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân lực công nghệ thông tin, khiến cho cơ hội việc làm của nhân sự IT khá sôi động. Đây cũng là cơ hội cho những bạn trẻ, sinh viên mới ra trường tiếp cận, nắm bắt và thử sức trong môi trường doanh nghiệp. Cái nguồn nhân lực IT ở Đà Nẵng, nói riêng cả nước nói chung thì nó rất là sôi động trong thời điểm hiện tại. Thì nó sẽ có một cái vừa là thử thách, vừa là cơ hội cho các bạn trẻ có thể tham dự vào cái ngành IT hiện tại. Thì sẽ đòi hỏi mọi người có một cái skill set là nói tiếng Anh, là tham dự các cái kỹ năng, cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm cần phải được cải thiện. Theo phân tích về thị trường lao động của nhiều chuyên gia, sau một năm khôi phục kinh tế đầy khó khăn, trong năm 2023 này, các doanh nghiệp sẽ có khuynh hướng tìm kiếm các ứng viên đa năng, có khả năng đảm đương với các công việc mới bất kỳ. Nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương tốt và có nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn đối với nhân lực chất lượng cao và có kinh nghiệm. Tuy nhiên, yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm lại là rào cản đối với nhiều bạn trẻ khi thiếu môi trường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Tại cái giảng đường trên trường thì các bạn đã được học bằng lý thuyết rất nhiều, các bạn chưa có cơ hội va chạm với doanh nghiệp, cho nên khi mà về với doanh nghiệp thì các bạn lại rất bỡ ngỡ. Cho nên cái mà bên doanh nhân cần rất cần ở đối với thanh niên và sinh viên là trong môi trường các bạn học thì các bạn cần phải có thời gian để cùng với doanh nghiệp trải nghiệm ở doanh nghiệp và cần có nhiều thời gian hơn nữa và các bạn tập trung hơn nữa. Vẫn cần đẩy mạnh liên kết hơn nữa giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên cần thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu về thị trường lao động để rõ hơn về nhu cầu, xu hướng việc làm hiện nay, cũng như trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết nhằm chủ động chuẩn bị gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp.